life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Nó lan rất là đơn. Ừ, nó lan. Không bị của em không bị một tí nào. Cái gì mà bố thì không. Không, nó vẫn còn lan mà. Không ý là nó vẫn còn lan ấy. Ấn vào vẫn tiếp tục được mà. Mắt ra nó đã
nói đây này, mọi người comment thế chứ tao biết đâu. Hết chưa? Đang cố ăn nốt mọi người ạ. Đang cố ăn nốt chứ. Đó. Đấy. Mỗi bên hai phần luôn. Tại vì cơm nó nén ý. Má chị á. Nó bị vào cong. Tại vì chị... Mỗi bên hai phần luôn. Tại vì chị bờm nó lúc hôm qua đang gội đầu xong thì đằng đàn nó đón. Thế là vội không giấy tóc bờm nó lên nên bây giờ nó cong. Đây là không tắm lắm nhờ nó bật lên. Là anh phải cùi hết. Để cùi lại cho chị hết luôn nhá. Adi cũng đang like, con cũng like, Tuấn Anh like. Nói chung là mọi người đều like. Hơi. Ngọc đang ở nhà với Linh, chắc là hai đứa sang sau vì hai đứa ngủ dậy muộn. Ngọc nào? Ngọc Matcha. À chị Ngọc ra rồi. À Ngọc Matcha ra rồi. Ra cũng có khôi mà. Đi vệ sinh. Tại nó ăn nhanh quá mọi người. Ủa, sao mày đã ăn xong rồi? Em cái thằng này nó ăn như là đổ đi ý nhở? Có kim chi cho em chưa ạ? Mày để con gì đây? Đây là con ăn. Em ơi thằng Tấn nó ăn như là kiểu là nó đổ vào chỗ nào ý. Mọi người mọi người bên này thiếu 3 máy bay đâu mọi người cho đủ điều ước đi mọi người. Đây máy Quỳnh cũng gần nóng rồi đây này. Thế bảo không nóng có phải là do kiểu nào là sau này là không điều ước. Thảo ơi thì nó có đi đâu nữa không? Nếu không thì anh phải tìm anh đi về trước đi. Chết đầu bây giờ. Em chui ra. Nhưng mà ở đây nó không cho ấy đâu. Không này cậu. Không em ơi. Không to rồi. Đi, anh mẹ đi. Đi đâu rồi? Toàn cô tình quá. Thank you Vika. Yeah. Vidya không có tâm. Vidya. Bảo tốt rồi mọi người. Vidya tốt, bảo tốt rồi. Cảm ơn anh đi. Thank you Ara. Thank you Vinic. Thank you Ani. Kimochi. Em nghe chị ơi. Quỳnh ơi. Em có cầm máy này không? Nhà xe bắt đầu đi chương trình.